Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái món salad đậu đen này nhá. Rất là đơn giản thôi, mình sẽ có ớt ngọt này, hành này, cà chua này, quả chanh này. Đấy, quả chanh là làm cho món salad của mình rất là hấp dẫn. Như đậu đen mình đã luộc chín rồi, mình gạn ra một bát đậu đen, một quả ớt xanh là mình vừa bắt đầu mình thái nhỏ ấy, mình trộn vào. Một quả ớt ngọt đỏ nữa mình trộn vào là hai. Một ít hành tây màu tím và một hành tây màu trắng màu vàng đấy, để cho cái món salad của mình nó có nhiều màu sắc hấp dẫn. Và một quả cà chua chín mọng như này, nắm nhỏ lá ngắn ấy, hay gọi là lá min ấy, mình thái nhỏ ra. Nếu bạn có lá mùi thì cho lá mùi vào là ngon nhất. Mình sẽ cần có chanh xanh, bạn sẽ nạo quả chanh xanh này ra, lấy cái phần vỏ. Món salad này ngon ở cái quả chanh này nhé bạn nhé, nó sẽ có mùi rất là thơm mát. Mình chỉ nạo lại cái phần màu vỏ xanh ra nhất, chứ mình không nạo phần trắng bên trong, nó làm cho cái món salad của mình bị đắng. Một quả chanh này, mình lấy nước một quả chanh này nhé, vì quả chanh này nó nhỏ. Xong chút hạt tiêu vào cho nó tơi. Khoảng một thìa nhỏ muối trắng. Mình phải có muối nhé, có gia vị. Và mình sẽ đảo đều. Vậy là bạn đã có xong món salad này để ăn cho bữa tối. Nếu như các bạn làm mà chưa ăn hết, các bạn có thể để lại hôm sau, để trong tủ lạnh hôm sau mình ăn cũng rất là ngon. Thì bạn chúc các bạn cùng làm ra được những bữa ăn thật là ngon, bổ dưỡng cho gia đình. Để nhận được những video tiếp theo, quý vị và các bạn ấn nút subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.